Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm sâu ở cả ba mặt. Đây là kết quả đáng mừng cho thấy sự nỗ lực của lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh vẫn còn nhiều nỗi lo với nhiều diễn biến phức tạp. Để giảm thiểu tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí đã đề ra trong năm 2017, ngành chức năng cần tập trung vào các giải pháp nào? Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này. Đây là những thanh thiếu niên điều khiển xe máy, có hành vi tụ tập, chạy xe lạng lách đánh võng, nẹt bô, rú ga, mà lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt bắt giữ và lập biên bản xử lý vi phạm trong chuyên đề phòng chống đua xe. Và còn rất nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông khác, như vi phạm các quy định về tốc độ trong đô thị, chở quá khổ quá tải, chở hàng hóa cồng kềnh, lấn tuyến, đi không đúng phần đường, vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Lâm Đồng từ đầu năm đến nay. Em chạy cái xe 143/67 chở cái ống nước nó dài hơn quy định của thùng, rồi nó gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông ở phía sau. Thì từ nay về sau em sẽ rút kinh nghiệm, em không chở như thế nữa. Đến khu vực đông dân cư mà do cái đường nó đồ hay đồ dốc nên gì, tôi xe nó có theo trến, nó có chạy hơi có tốc độ quy định một xíu á, thành ra rút kinh nghiệm để lần sau chạy chú ý hơn bậc khu dân cư. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nổi bật so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông làm chết 110 người, bị thương 77 người. Trong đó có 93 vụ nghiêm trọng, 7 vụ rất nghiêm trọng và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng. So với cùng kỳ giảm 11 vụ, số người chết giảm 1 người, bị thương giảm 33 người. Để đạt được kết quả đó, các địa phương, các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều chuyên đề khác nhau. Nhiều hình thức nội dung tuyên truyền kết hợp không vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được triển khai rộng rãi. Tiếp tục cái tuyên truyền đến tất cả mọi người dân khi tham gia an toàn giao thông. Thứ hai là cũng tiếp tục tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp vi phạm. Thứ ba là tăng cường các cái cơ sở vật chất, biển báo, rồi đầu tư xây dựng cả cái tuyến đường bảo đảm kỹ thuật tiêu chuẩn để cho người dân đi lại an toàn hơn. Khi tham gia giao thông bằng xe mô tô thì phải là người tham gia là phải đội mũ bảo hiểm xã hội, còn các em mà ngồi trên cái phương tiện bố mẹ nó đến trường thì cũng phải có mũ bảo hiểm. Và đồng thời là đối với những trường nào mà cán bộ giáo viên công nhân viên mà khi tham gia giao thông là không chấp hành theo quy định thì như vậy là chúng tôi sẽ có cái chế tài xử phạt bằng cách là cảnh cáo trước trường, và thứ hai là chúng tôi sẽ đưa vào đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học. Xác định chủ đề năm an toàn giao thông 2017, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, Ban An toàn giao thông và các đơn vị liên quan đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, trong đó chú trọng vào giới trẻ, thanh thiếu niên, tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, huy động tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung trên địa bàn tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Đây là một trong những biện pháp quan trọng vừa cưỡng chế thi hành pháp luật, vừa có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa. Đội cảnh sát giao thông chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên về luật an toàn giao thông đường bộ đối với các đối tượng như học sinh, sinh viên, các trường học được đóng trên cái địa bàn huyện. Ngoài ra chúng tôi còn cử cán bộ chiến sĩ xuống tận các thôn, xóm, xã và khu phố để tuyên truyền, lồng ghép trong những cuộc họp dân về tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Phối hợp với phòng BC67 là tăng cường tổ chức bắn ghi hình tốc độ trên các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn để giảm thiểu về cái tai nạn giao thông. Xây dựng cái kế hoạch huy động tất cả các lực lượng của công an các phường, xã tham gia vào công tác tuần tra. Rồi xây dựng cái kế hoạch phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Bảo Lộc tập trung vào tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 55.
tập trung xử lý các cái lỗi vi phạm là cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đồng thời chúng tôi tham mưu cho Ban An toàn giao thông thành phố huy động các cái ban ngành tích cực tham gia vào đảm bảo cái trật tự an toàn trên địa bàn thành phố, đồng thời xem xét, nghiên cứu, quan sát, đánh giá, phân tích các cái điểm đen trên địa bàn thành phố, các cái cơ sở hạ tầng, các cái điểm mà nơi thường xảy ra tai nạn để có cái kiến nghị khắc phục những cái thiếu sót sở trong cái hạ tầng. Trong 9 tháng năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện lớn và quan trọng, lưu lượng người và phương tiện tham gia đông. Nhưng không vì lẽ đó mà xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Hầu hết các điểm đen về trật tự an toàn giao thông đã được khắc phục. Nhiều công trình giao thông xuống cấp hư hỏng cũng đã được ngành chức năng triển khai sửa chữa kịp thời, đảm bảo lưu thông thông suốt. Tuy nhiên, theo đánh giá hiện nay, tình hình tai nạn giao thông và trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác quản lý kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa vẫn còn nhiều bất cập. Chính vì vậy, mục tiêu đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong những tháng còn lại của năm 2017 là hết sức quan trọng, đòi hỏi sự tham gia vào cuộc một cách quyết liệt đồng bộ của các ngành chức năng. Trong cái giải pháp về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thì chúng tôi có chuyên về cái đạo đức nghề nghiệp và cái văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông, thì cái đây rất là hết sức là quan trọng. Tại vì nếu mà anh có được cái ý thức cũng như cái văn hóa ứng xử phù hợp á, thì nó sẽ tránh được nhiều cái tai nạn thảm khốc. Và đặc biệt là cái kỹ năng lái xe an toàn trên cái địa hình đồi dốc là cũng là một cái yếu tố kỹ thuật cần phải trao đổi để có một cái thống nhất, để cho đội ngũ lái xe người ta biết được cái địa hình trên Lâm Đồng á, thì như vậy người ta thao tác nó phù hợp và tránh được những cái tai nạn thảm khốc. Một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất là mới hiện nay á, là các cái phương tiện vận tải đang lưu thông trên các cái phương tiện đường bộ á, thì phải nói là cái chạy với cái tốc độ cao, lấn làn lấn tuyến gây ra tai nạn rất là nhiều, thì chúng tôi sẽ tăng cường là kiểm tra cái thiết bị giám sát hành trình và sẽ xử phạt rất là nặng, thậm chí là rút phù hiệu hoặc là rút giấy phép nếu mà vi phạm tái lập. Do đó trên cơ sở đó thì hiện nay là đã làm và đang thấy có chuyển biến. Để kéo giảm tai nạn giao thông, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng thôi là chưa đủ. Hiện nay rất cần sự đồng thuận từ phía nhân dân khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương với công tác an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Có như vậy, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong toàn tỉnh sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vào mục tiêu chung kéo giảm ít nhất 5% số người chết vì tai nạn giao thông trong cả năm 2017.